chắc hẳn ai cũng nhớ thời đi học. Trong lớp luôn có vài người bạn chuyên xung phong tham gia các buổi biểu diễn văn nghệ được trình diễn trên những cây đàn organ và piano điện. Hôm nay nhân dịp hòa mình vào không khí chào đón năm học mới, Minh Phụng Music về đơn hàng organ và piano điện hiện đại phục vụ khách hàng thân yêu. Đầu tiên là những thùng đàn organ nhỏ gọn Godman K100 có đến 4 phiên bản màu đẹp mắt cùng thư viện đa dạng và micro để hát trực tiếp trên đàn. Những model sau đây mình đã làm rất nhiều trên kênh, các bạn hãy vào nhập từ khóa để tìm kiếm nhé. Đến với model organ SV800 với hàng loạt chức năng được tích hợp dễ dàng qua các thao tác trên màn hình cảm ứng siêu nhạy lên đến 7 inch, các bạn có thể tải rất nhiều giai điệu hoặc các bản nhạc mình yêu thích nhờ bộ nhớ lên đến 768 MB. Tiếp đến là những thùng chân đàn Houston có khả năng chịu lực cực tốt, giữ đàn ở vị trí cố định giúp người chơi thoải mái và tự tin khi biểu diễn. Tiếp theo là piano B25 có đến 6 phiên bản màu, trang bị Bluetooth MIDI và Bluetooth audio để tối ưu trải nghiệm cho người chơi. Cuối cùng sẽ là model Godman KS1 Bluetooth với dữ liệu đa dạng, âm thanh hay và kết nối được Bluetooth MIDI, các chức năng dễ tùy chỉnh. Minh Phụng Music, nơi nuôi dưỡng đam mê âm nhạc của bạn. Tụi mình luôn chào đón mọi người với nụ cười luôn nở trên môi. Dù bạn là ai và ở độ tuổi nào, hãy đến và góp phần giúp Minh Phụng Music vẽ nên những bản nhạc đáng nhớ. Cảm ơn bạn đã chọn nhạc cụ tại Minh Phụng Music. Mình rất vui khi nhận được những đánh giá tích cực về sản phẩm và dịch vụ. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại comment dưới video hoặc liên hệ hotline 0919768606 và nhanh tay truy cập fanpage website của nhạc cụ Minh Phụng để đón chờ những chương trình ưu đãi hấp dẫn cùng các phần quà tặng đặc biệt nhé. Minh Phụng Music hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Rộn ràng trời, nhớ anh sẽ sớm nhiều nhà.